Rồi mình mới về một cái lô, cái này là dao sinh tồn cho xăng của hãng nè, hãng Bargiver gì nè, của Mỹ nha. Lô này là của Mỹ hết, toàn là siêu thép không nha anh em, siêu thép 3V. Đây là siêu thép 3V nè, Mỹ đã hoàn thiện rồi, rất là đẹp. Hàng này là thanh lý bên siêu thị ở bên Nhật nha nè. Nó mỗi cây nó một mẫu chứ nó không có cái nào giống nhau hết nha. Đây, hãng này. Rồi đã. Chút lộn vỏ. Cây này cán đẹp nha. Cây này A2. Cây này thép A2. Mở từ lộn vỏ.